Hello anh em nha. Hello nha. Và mình tiếp tục đến với anh đã chờ tập thứ hai nha. Bạn đang đợi chờ tập thứ hai rồi. Hello. Được các bạn đợi đợi mình tí nha, đợi mình tí. Đợi mình tí ơi. Ok, mà chơi nha. Chơi nha. Nhớ đi đây này, đúng không? Sao đi này, mới mất nhạc. Lúc nào mất nhạc. Cây bế đây. Cái này tập tập trước có rồi là mình cho qua luôn nhá. Hết game. Gì mà không? À đúng rồi, đúng rồi. Con củ lan gì đây? Cái nồi con củ lan gì đây? Này đáng ấy quý này ở đây tôi là Onyo-san. Onyo-san nghe chưa, quý gì mà nhìn mặt nó hám ấy. Hám ấy à? À rồi, đi ra đi ra à, đây thắt nước lò ở đây thật tuyệt. Hu và thấy nó hu nha. Tôi cũng vậy, đó là sở thích lớn của tôi. Cái mẹ mày chứ. Mặc dù như cái đấy rất cạn, tôi phải ngồi đây một lúc. Nhưng này, không sao, di chuyển đến thị trấn, dọn cho một hồ cá đông đúc, giống như bạn tôi đã làm. Còn hồ cá đầy, sao? Vì ngay cả khi tôi muốn, tôi chuyển cũng không sao. Anh đã sẽ sửa chữa mọi thứ. Tôi sẽ ra khỏi đây và xuống cho đại dương, nghe chứ? Ngay là ấy lọt phía quốc phòng gặp lại chúc vui vẻ ở đất nước. Ok. Thì đến chú trong góc bên với nó thì ra gặp lại. Giật hết cả mình. Quả lưng ra giai điệu sôi nổi. Siren nghe cho gì của bạn. Đàn này cái đàn này có gì không, nhưng mà Mỹ không không quan tâm đâu, quan tâm cái đàn. Liên tưởng mức tượng nhộp cháo đọc phát được. Mình nhớ mình đứng đây một lúc là nó hiện gì không? Nó hiện cái đi cái đàn kìa. Quá nhỉ. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, các bạn nhìn kim chưa nhá. Đấy. Chấm này, lên phải lên ngã này. Chấm chấm này, ok. Thế có nhớ nổi được không nữa. Đây. Vâng. Nổi. Không mở được kìa. Ok.
Nếu cái đàn cũng quan trọng cũng như là thôi cài bán để an toàn. Mưa to thế. Đâu, ở đây cho dù. Nếu bạn đang tản bộ, mình nghĩ sẽ đi với bạn ha ha. Đi thôi. Anh đi ba đợt còn rú nhau em. Gần đây rất ngầu. Chị ấy chưa bao giờ thua. Lấy mình con người. Chị trả cho mỗi đêm. Chứ ấy chiến mất hạ mình. Ha ha. Ông mẹ mày. Nó tia đập cháu suýt chết thế. Giờ mày gọi chị rất ngầu phải nổi. Gần đi. Thế đôi khi bọn mình đã học trường. Vua bọn mình gọi là ngài. Dreamer. Thì việc ủng hộ hoa của ngài cuối cùng ngài ở trường và dạy chơi lớp về trách nhiệm và công cụ gì đó khiến mình nghĩ rất nhiều. Châu không biết xin chỉ có thể tập tất cả giáo viên chị anh này gốm hết rồi. Có lẽ chế sẽ không đánh giáo viên chế quá tuyệt để làm tổn thương một người vô tội. Ý chết này. Ôi mấy ông ơi, tôi ở nhà một mình nữa nhá. Yo, giờ này gọi lại quá dốc. Yo, bạn muốn thấy con đai phải không? Cứ rủ bạn đi và treo lên vai tôi. Yo, bạn sẽ không thể nào lên với cô. Nào giờ. Xin để lên gỗ. À vô bà đi trước đi đừng lo mày mình bên cách vượt qua chị mẹ ngã mẹ mày rồi còn chơi gì nữa. Rồi xong hôm nay nghe mình ngồi xa kiện nó cứ thân gần cứu tôi mấy ông ơi chị béo có quá chắc là gặp anh ai rồi chị béo tôi hứa anh em luôn. Đấy, trong cái bóng cái này là tôi biết nhau rồi. Cứu tôi, trời ơi. Ít con mẹ mày. Ôi ơi. Anh ra tuổi lồn. Nó sợ hai tuổi lồn. Ao. Chị ơi, đừng hại em. Cái đấy vậy? Tuyệt mẹ bị đấy luôn rồi. Vịt con mẹ ơi. Ừ, hay quá hay quá. Thôi 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 thôi. Vịt con mẹ nó ngay nghe đi. Chạy đi lấy lút kìa. Đâu. Ok các bạn ơi, tôi stream mà cô thấy vui văn hóa thì đâu thông cảm với tôi chứ còn. Con mẹ ơi. Ui. Hồi xong rồi. Ăn kết rồi. Ăn cái chắc luôn. Bảo là cái xe tải đấy. Ê ê ê ê. Đi đâu rồi? Đi tắt, đi tắt rồi. Mẹ này, đã đeo có lỗi. Rồi xong. Ui mày mắc mày đéo chết đéo chết đéo chết cảm ơn. Rồi xong thì con mẹ từ bỏ con tâm rồi dữ lắm vậy con mẹ thằng đài mất dạy cái này bố mày đến bố mày đoán. Tía, tía mình hảo luôn nha. Bỏ ra mình cho Pacific mà sao hạ được. Đấm ba là
Rồi thì mới phát thôi. Chơi này mới là chết luôn. Ghi bên đây không? Đấy, đúng rồi. Đi đi vào ngoài cũ rồi vỡ mồm. Phát đâu? Tự chỉ cho mình một lối thoát. Lối thoát nào đâu? Lối thoát gì kìa? Yeah. Ở toàn. Hello. Còn mẹ mày. Ở sao? Sao đó? Nhưng sai hướng rồi. Sợ quá, sợ quá. Bị bên ngay đến rồi. Đến đâu rồi? Làm gì em? Đừng làm gì em? Cái mẹ cậu ơi. Chán nhỉ? Sao ra như thế rồi? Âm thanh có vẻ đến từ dây. Ô, bà bị ngã xuống dây à? Cậu có sao không? Đây, đứng dậy. N, ừ, tên nhập đó. Mình tên là. Rồi, xong. Tôi ngã xuống đống hoa của đoàn này này. Ngã xuống đống hoa của đoàn. Mẹ lấy sợ cái nồi. Có phải thang nước chảy từ chân đâu và miếng rác sẽ trôi ra dòng rơi xuống vực sâu thẳm dưới có sao chu kỳ tận của rác hiện đang có gì vậy tiếp rồi có đây là con hình nhân củ loạn nào này đúng không nhỉ đúng rồi đúng rồi. À, này là mang số cho hình nộm. Nhưng bọn ta cũng số cho hình nộm. Người ta có số cho hình tới khi ngươi đến nói chuyện với nó. Nghĩ sẽ nghe như là hay đẹp. Gì ngươi nói kinh khủng, ghê tởm. Không tin được. Mà giờ khiến ngươi nó sợ biến và biến thành biến nhanh khỏi người nộm. Mọi người sẽ dọn ngươi. Ngu nhật. Người hình nộm. Để làm gì tức công ma thuật của ngươi. Này, ngươi, tao kêu nó về ma thuật. Hình nộm, nó có vẻ không biết nói chuyện, không có hài lòng. Này, nó sẽ linh nô hồn ngươi. Có cái lời đi con bà mày. Có cái lời đi con bà mày. Có cái lời đi con bà mày. Mình chở nghe nào mình chở nghe nào quá mày dừng u chết mẹ chết mẹ chết mẹ lo mọi thứ chứ gì vậy nhiều vậy. Gửi cho tao đoán. Ôi chị mẹ. Một lần nữa, tên họ là gì? Rồi, chuyển đoàn này. Ôi mời. Ôi sao sao? Ê. Quấy. Cứu em. Chủ nhật. Ra còn gì đâu? Đồ, 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 đồ
đánh đi sàn căng nữa. Nhiệt nhiệt. Có nhỉ. Điểm mình tiện. U sổ ôi. Ôi giời ơi. Mẹ ơi. Để tôi tập trung như trời quá. Đi quên rồi. Chị đợi sao mà này. Hình nợ, hình nợ, hình nợ. Người có nhớ ta nói không lắm người ta. Bất tài, ngươi bị tuổi, ngươi sẽ được thay thế. Ngươi sẽ thấy sức mạnh thực sự dựa vào những người không phải là rác. Ôi xong. Cơ khí Willis tràn ngập phòng. Và thế. Bắt đầu nó cho trên lửa bạn này. Vi ui ui bắt đầu căng nữa này. Mạnh vãi đái các bạn này. Ui chín máu chín máu chín máu hết ăn là toàn hết thức ăn vậy. Tấn công. Ui. Làm sao? Như nào? Không thể nào. Những kẻ chỉ tệ hơn những kẻ khác. Ai quan tâm? Ai quan tâm? Ai quan tâm? Không cần làm gì à? Có dao. Dao mày. Rồi lòn nha. À. Đó hết dao. Nhưng không thành vấn đề, người không làm ta đau và ta không là người đau, sẽ chiến đấu với ta mãi 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 mãi. À rồi à, cái đó gì đây nghe. Mưa axit. Bỏ đi và giảm nè ra thắng rồi. Xin lỗi tôi cố cắt ngang không, ngay cả khi tôi đi qua bạn của bạn đã rời đi. Ô không, hai người rất vui. Không, tôi chỉ muốn chào. Ô không. Dạ, có phải về nhà bây giờ. Ô, bây giờ đi cùng. Ông ép tôi nhiều nếu ổn thôi. No, tôi chỉ. Anh Tuấn làm idol à? Không nào đồ nha mọi người nhá, thì không nào ai đồ đâu, mình chỉ stream cho vui thôi này. Nhà tôi đằng kia, phòng khi bạn muốn biết hoặc phòng khi bạn không. Bây giờ xử lý thằng Andai nào. Có hai đường không, hai đường xong có thằng nó bán đi không, nó vô chạy nhỉ. Mình có 60 gì ạ, 60 gì mà có gì mà nó ăn. Ôi à, đừng tắt đi bạn, đừng tắt, đừng tắt, đừng tắt. Không đi được. Không được. Mẹ nhìn lúc là tắt tiếng rồi đi rồi nó căng thẳng cái gì nhỉ? Cái đường này đường gì tôi biết đường này. Kẻ thù đặc biệt trên mi tên phải bạn. Nhưng mình chỉ muốn chém mi flash. Không được. Ui. Ui. Đoạn này căng thẳng, căng thẳng. Được, được, được. Chém mi rung động.
Mấy liệt rồng à, rồng với Jamie không có bóp vũ. Ồ, tôi không tán thành không đấy chị à, đánh nhau thằng này con bị mày sẽ đánh nhau đây rồi đang chờ rồng rồng ra rồng hết sức nó còn mình ra phải bóp. Ghê lắm. Uầy 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 mạnh vậy mạnh vậy uầy uầy căng 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 đi không? Không đi được à? Đi được à? Không đi được à? Thế nhớ thấy cái gì luôn đằng sau bạn à gì coi mẹ mày trời ơi bảy bảy hồn với sức mạnh của bảy hồn tiếng của ta Vox Corrimer thành chúa sức mạnh Ascor thì phá vỡ rào ngài sẽ giành lại mặt đất hiện đại và trả họ ra mức không chịu đựng trước con người để là cội để chuộc lỗi đưa khỏi linh hồn và sẽ tách nó ra khỏi người con mẹ mày anh trai sẽ đánh phú chị yo bạn mừng rồi anh này ngay trước mặt bạn bạn có hoàng gậy để đâu để xem chi chiến đấu khoan để chiến đấu với ai các bố mẹ mình nhé. Em mẹ mình nhé. Ui con mẹ nó chí chết. Yo. Yo, mình biết con này đây nhưng một số điều này mình chưa hỏi bất kỳ trước đây. Bạn là người đúng không? Ha, trời mình biết mà. Chà, mình có gợi ý mình là anh trai nói với mình. Chính xác con người vậy nhưng mình nói là điều đó khiến chúng ta trở thành kẻ thù hay thứ gì đó. Nhưng mình quá quan ngại thấy ha Joe anh nói gì ở thời mình kết bạn Joe và cái gì mình phải nói gì Joe mình ghét sự can đảm của cậu mình sẽ về nhà ngay Joe qua con vẫn
Chị nếu chị muốn làm thứ bạn em thì bỏ qua sách em trước. Thì đi rồi, vô bạn sẽ cứu mình, nhớ cho tao nhà, ở của mình nhà. Mình cáo bọn nó lo lắng về mình. Mẹ tí nó sao lại, mẹ gặp lại. Ui, sắp bên này đến như nào, phải đánh nó các bạn. Kìa. Có nhiều máu, nhìn xem mình có nhiều máu. 11 máu, ui, còn mẹ. Làm sao đây? Đang áo ngoài hình như là kêu có xếp không, cẩn thận các bạn ơi, cẩn thận đánh trên nào chứ, đây cũng đánh thằng đập cho thằng ăn đai con lồn này kia kìa, bên trên luôn. Bảy bảy linh hồn của người xưa chúa sáu đó, xuất hiện và tao thuộc chỗ đâu này, hiểu chứ? Thôi của bảy người người tiên sẽ xoay chuyển ghét, tự nhiên hãy thông lại cho ai đi với ta, xin cả người thêm chuyện bi thảm ta, nó bắt đầu từ rất lâu. Không không đậu xanh, chúng ta phải kể cái chuyện đó khi người sắp chết nghe. Người phải thể hy vọng bước vào mọi người, lịch sử của anh biết khiến ta nghĩ con người rất ngầu với robot khổng lồ của chị đó, nhưng người chỉ kẻ hiền nhát, chúng là sau đó chuyện đó để chạy trốn, và người cũng không quên phe mình đang đứng. Ta tự tạo sự khác biệt khi ông người lãng ngẫu nhiên. Người bắt đầu gì quan trọng nhất với ông, đó là người chết. Vậy mạng người sẽ đứng giữa tất cả sự tự do của ta. Lúc này ta cảm thấy người đã chờ đợi cho cả người khác này. Nhưng bọn ta không mắng chút nào. Khi một mình ngươi cùng chung nhịp đập mọi người tua, đó người, kết thúc ngay và luôn. Sẽ người thật tốt mà, bước lên trên. Bước lên trước. Mẹ bộ đồ này luôn. Rồi luôn. Tiếng nói và đừng chạy nữa, đến đây đối đầu tiếng rùa là người còn xanh lá, người không thể thoát. Khi người học cách đối mặt với người không có cơ thứ hai để ông ta thì nhất còn nó ăn dài, bạn không muốn đánh thì không gì xảy ra. Còn rồi, còn vậy thì sao? Muốn như sushi. Nhiều năm. Thần đai không kiên nhẫn liền xoay ngọn giáo. Muốn đánh đâu? Hải Lan không kiên nhẫn liền xoay ngọn giáo. Đó không đánh. Như vậy giờ hết chạy đánh nhau hết toàn con này nó thắng được. Đúng rồi. À đây là đâu anh hùng dưỡng lên trời. Quấm lên. Đã được, thì sẽ không thể chạy khỏi ta. Ra không biết nhanh mình sẽ gọi ra. Ông nào thì vượt qua sẽ scroll. Biết người. Ui đi mẹ khó thế. À, vẫn còn dính lớp nháp đó. Vậy người sĩ chết đéo đi. Ê. Dạ dạ. Khoảng giây phút cuối là tấn công
nói bây giờ. À, lừa tao, lừa một mắt nha. À. À. Ui chị mẹ, ui nhiều đấy. Ngon đấy. Ngay rồi. Nha. Cái đồ mình không có băng đang có đúng là 29 máu 30 máu vậy. Của ta con người rồi anh này bằng được nhá, nói là làm. Việt Nam nó là làm luôn. À, thắng này luôn. Đừng đùa. Vừa cầm. Rồi vậy thôi, chúng ta khoảng mấy phút cuối. Anh biết nói ra. Thì vẫn còn một còn một. Ngay bây giờ à là chết đi nhóc con. Ui thì có mẹ nhiều vậy. Đang, này, có chơi gì à? Anh chỉ đang nghĩ anh, em có sao game đi ở với anh. Hay đi nhà người ta, nghĩ em để làm người bạn tốt. Chạy lung tung. Vẫn chết. À, vẫn chạy, vẫn chạy, vẫn chạy, vẫn chạy. Đáp nóng quá nó sẽ không bỏ cuộc. Đánh 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 à.
Lấy 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 gần nước. Giờ dạ, thằng này mày giấy trắng mày chết rồi. Thắng rồi. Ừ. Bắt mình nhá, đừng bắt tao nhá. Ờ xa rồi. Ồ oh yeah. Ok, tôi khác. Để tôi đến là khác để uống nước. Và chỉ đang mà nói trong anh trong TV nó có hoạt động. Nước bốc hơi nhiệt. Có bay màu. Ui. Nước đá. Nước đá. Giờ bắt mình chết. Tao làm gì? Đây. Ôi trời, không nghĩ con đến sớm như vậy. Con đã cột hả? Bữa bột và Mia của là tiến sĩ Anklis của nhà khoa học hoàng gia của Asgore. Ok. Nhưng cô không phải người xấu. Thực ra cô chỉ là giả quan sát hành trình của con qua bảo hiểm dẫn ánh của con. Chừng bạn con mọi thứ. Con đã định ăn cháu. Nhưng quan sát ai đó trên màn hình tao sự ủng hộ. Vì thế. À bây giờ cô sẽ giúp con. Cô sẽ biết cô biết đường chính xác. Thế nên là Gaspar sao cả. Chàng ta chữ một đèn đỏ. Ra trước đây cô đã ra bất nguyên Metatron. Bắt đầu cô đã rút những trí. Con biết đấy. Nhìn giống bằng người sao TV gì đó. Nhưng sao gần đây cô muốn khiến nó hữu ích hơn. Con biết đấy. Nhờ một số chỉ một số điều chỉnh hóa. Như nhà chiến đấu chống con người chẳng hạn. Nhưng khi cô thấy con đến đây cô quyết định cô lại bỏ chức năng đó. Không may cô phạm sai lầm như vậy. À ừ, bây giờ nó thành con chết chóc kiểu khác mọi người nha ai nhưng là không cùng nó gì không cô không mẹ bỏ mẹ ơi cô đi rồi cảm ơn người đẹp. Chương trình đấu vương này trời ơi tôi để nó đây xem chương trình tuyệt vời mà ngay cho tao xin nào cái lần nào à người đẹp tao là dặn nhìn chúng ta sát à, cưng sẽ chết đã hết qua là phạm luật là câu dễ còn là khi trả đúng người gì. À, kiểu nhóc nói đó sai. Phần từ khủng. Tên này đủ của Đức Vua là gì? Austin con đứa đó. Đất đủ về cưng, giờ nó về ta. Có làm được gì? Kim loại và mau thuật, hy vọng và ước mơ. Không, đừng để cái fish không phải giúp. Cái khá dễ cho cưng. Hai con tàu tàu B và tàu A đồng thời khởi hành từ ga A và ga B. Ga B di chuyển 202 dặm thì tàu B chuyển tốc 37 giây. Và tàu có bao nhiêu? Ôi tôi sáu đi ra đi có mẹ mày. Thì mình nhau vui tiếp tục. Còn tính số lần cưng thắng. Có bao nhiêu ruồi trong đó? Thì có mẹ mày nhìn lên lại bố. Thôi đang năm. Hoàn toàn sai. Để thoát sung lớn. Nó game mô phỏng con tên Nemesis. Ở đây là game ấp trên ở trên bốn người đấy một người game tạo ra quái gọi là các người riêng của nó không phải là cái tổ game nó sẽ thực sự của tình bạn và đáng
Unfit, Unfit, Unfit. Có biết đơn giản được không? Vô của anh nó biết tất cả hỏi không phải là cô là người biết rõ nhất toán nhất. Nhân viên mới xin ngay. Không biết. Đúng. Nhân viên has. Không thể biết. Cứ vừa đấy, anh biết cái gì rằng qua nó ngoài kia. Nó dễ theo cô. Anh nói cô dễ thương và ấn tượng. Chào, người giám sát. Nhân viên mới xin cậu. Đấy khi cậu không tồn tại. Và nhà cười đốc vào. Này. Là thì anh kêu về nó. Có những cậu chỗ khác ngoài kia. Thằng này có lẽ sẽ gặp họ. Nói chàng New Mi cứ đặt lên X sự nghi ngờ. Mày ơi, nhà bằng ngoài đó. Anh sẽ đấu cho chúng tôi, được chứ? Ngoài khác nhá. Đây là ứng bước của TCA Fit. Nhìn này là kinh tính. Ta không tiếp tục như vậy. Nhưng và chương trình chưa thí nghiệm để cho sẽ kịch tính hơn, đáng mạng hơn, đẫm máu hơn. Đang thời tiếp theo cùng cưng à âm nhạc đi. Chả chắc nó có ý gì đó. Ý kiến khoan khoan này có phiên bản sau đó lại còn cho chứ. Con đào cái điện thoại ra thế đồ cổ không chẳng tin được là chứ. Cảm ơn. Đây con nâng cấp nó cho con, nó có thể nhắn tin phụ kiện và có thể bốc khóa. Bây giờ nó còn cả mặc sụ một số một chơi tích ngầm nó ra chính thức là bạn bè. Yeah nha, yeah nha, yeah. Đi tắm rồi. Rồi, cứ là em mình sẽ là đang cho chó đầy một lửa. Không chú ý vì sao chỉ bây giờ đang dựa quay phít. Bản chân vàng đang ngó ngay trên cửa. Ở đi tầng 2 là gì không? Sẽ làm ra mồ nồng dừa có gì lạ. Rồi bạn vừa viết sơ hồ bạn. Bộ quần áo. Có rất nhiều sự không qua đây. Và đều chưa mở. Ở bên đất kinh là công được sử dụng chiếc giường này sẽ thành một không cực kỳ gọn. Đang ngồi có khách sinh địa vị đau vị trí của bạn. Từ từ là tí nha. Em biết cả trận trạng thái, mình ra tôi chưa xem trận đấu giữa anh đai và con người. Em biết cả trạng thái, tôi biết là quay qua đi, tôi sẽ phải quay sau. Em biết cả trạng thái, gì? Ok. À, trời ơi, chết mẹ. Biết tôi còn một máu điêu tiêu ấu chát chết mẹ rồi. Tôi không thể nào tôi thắng đánh thắng một con nào một máu hết được. Ui tôi quậy mất xếp à, quả về nhau nó bị tách tôi chết mất rồi. Nhìn thấy một phòng ý kiểu gì anh vậy, bạn chẳng được quyết tâm. À, đây là tàu. Cái gì? Cái gì? Ok, hãy biết cả trạng thái, sẽ có hỏi cho vài phút nữa.
Tôi ra không gọi đường, có mục đích gì? Lại mình lên tiếp cận, gọi tiếp gần đây, không quá gần. À đấy, coi cái này. Ừ. Ui mẹ ơi, thả bom luôn. Vây vây vây. Đâu ui. Mối nhưng mà yeah, sao nữa? Ừ. Khó thế nhỉ. Giờ tôi đập cái máy bay, đập cái máy bay luôn nữa. Âm thanh của hơn nữa và trang trọng hơn cả cái tâm. Anh biết cần trạng thái, tôi ghét xài điện thoại và tôi được không muốn lo lờ mau. Hay cả lờ ma hoặc mẹ mày được, không phải là các dịch giả trong game biết đú chen không nhỉ? Để bạn nói là u trạng thái mà oh my god, tôi làm điều đó tôi phải gọi gì quy rốt bất tới anh nhỉ. Bạn thua virus mọi người trong nó tắt virus không giảm. À cái này vàng, cái này luật ra cái này okay. Mời virus đi chơi nó u bạn thua virus không giảm. Đang cởi tầm quả răng của nó. Tăng nhiệt, đốt sử dụng không kích. Nóng. Ui. À. Rinh rinh tít. À nó gọi xong cúp máy chứ trả lời. À xếp lại. Hotland nữa này. Ê Hotland. Ui con gà gì đây. Tuesday plane. Tuesday rave và Tuesday plane. Không phải vì kinh nghiệm ông kia mà gì căng vậy ai phút đào mì chi có ý rồi nên là không biết được. Ai giời ơi lâu buổi mẹ đi ra cái một gói mì ăn miền đi kiểu chán nhìn chán đời nhỉ. Trông mì ăn liền nghe xong chán đời đấy về chứ không phải vì kinh chán.
Và chúng tôi dựa vào vài ui con mẹ mày, các bạn thấy gì không? Chết rồi, chết. Anh gặp hai con thủy lần, thủy kia nào tiếp cận này. Rồi, với chào kìa. Đấy, tạo ra. Cù đào. Rồi xong. Rồi này. Đi nhà cái à. Đứa nào thoát không? Ông ơi, đây em phải gần đi rồi. À đây đây. Nhân ừ. À, alo. Là lên giật danh ở à, có ý có là alo cho xe còn cao ở di chuyển vào đó ừ đặc biệt ai sai ô mà có tao làm rồi bóng có không run như thế cho anh khi tôi nghe anh đang gọi để tôi hỏi giết ai rồi thái khoan dưới đây không có thời tiết vậy sao lại có mùi rồi bị vui hả nhìn đấy ôi trời tôi kêu nói họ đã bắt đầu đi đâu rồi ai bên ngoài có người tôi dễ thương không đó là nhìn giác màu hồng và tiếng long lanh đang à không biết nha coi cửa sợ bác sẽ bị khóa khi giải cách lối bên trái phải ừ. Cái con phải qua trước oh yeah. À, người ta không biết SEO không chứ này có đố ờ kia cái gì đây cho cái mục đích giải trí. Rèn à, vis ở đây có tia laser xanh có ở nhưng đào ra cái con số anh mới khé ta hack hack cái gì ở giữa này nó ok chơi thật chứ chơi chơi thật này làm thế nào rồi nhỉ làm thế nào rồi
Ok. Đi đi đi. Ta mới sử dụng thần thái dù sao tôi phải giết nó. Răng. Có nghĩ này phải các đôi trai bên phải nó có gì giải nhưng có nó giải được không? Tuyệt vời. Ôi giời ơi. Nó có biến sổ mê tôi nhá. Này, ở đây tôi quá. Đừng lo. No. Sẽ hack vào trong đèo ở đó lên. Nhìn con mẹ mày. Ồ không. Ồ đúng rồi, chào mừng người đã đến với chương trình ẩn thực thế giới ngầm. Là một robot sát nhân đi coi thật lo lớn lên bởi vì chúng có việc thứ hai cuối cùng nam bay có rất nhiều của tôi thu thập các thành phần. Ok ở ngay trong ngón tay nào là cần đường sữa và trứng để đi lấy cưng về là cưng anh cha đi đường lấy sữa lấy trứng. Lát thì đặt được giữa quầy mà lại là tôi đám người đẹp ta đã có ngựa để làm bánh sẽ được tìm tới trời có người đó nhất linh hồn con người ơi đi câu nào ấy đen lâu rồi mà chờ chồng chút người không thể làm nhưng không thể sử dụng nhưng không thể sử dụng nguyên liệu khác à liệu khác khi bà khỏi con người tại sao. Nếu ai đó ăn chay đó là ý hay ông chứ và lúc này tôi không lựa chọn khác biết đây là tình thật sẽ dễ linh hồn con người học trường hay sinh về đằng kia à thì sao cứ không đi lấy ở đây đi. Ôi giờ chương trình tôi lại cắt nhá cái đó không bao giờ còn 1 phút tôi sẽ quay lại cái quan đầu vì thế tôi bắt đầu đi người đẹp thì có không thì dần lên đó này có phải thì có nâng cấp điện thoại con có thêm vào chức năng có thấy tôi tôi ghi jetpack xem nhé. Đó, nó sẽ chẳng có lợi mà chị giờ bắn lên đỉnh. Làm sao? Ôi chết mẹ rồi. Choáng choáng choáng. À à à. Oh yeah. Chết mẹ không thời gian rồi. Mẹ mày chơi chơi khôn thế. Thắng 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 thắng. Thắng đi thắng đi thắng đi. Thắng đi. Thắng rồi. Trời, bây giờ chúng ta lại ta dần dần khi khi cứ rút sao thì sẽ chết là Amphis. Ghê tởm cái việc trước của. Ấy tạm biệt. Mày thấy thế thì nhé mày ok bánh đó rồi tao quên chở nó đi. Thứ nhất được à đen qua đang làm được rồi đã làm được làm tốt lắm chà. Rồi sao tôi đi về trước đen nhìn thấy rồi đi xa là lõi nguồn của toàn bộ năng lượng ngầm. Nó chuyển rồi nó chuyển đổi thành nhiệt năng tăng chức năng rồi sau đó là nó sẽ tới trong lỗi là sang lái dân toàn như là Asgore và từ đó có thể về nhà. Thằng quái hai
Sao là gì thế? Không có đó đâu. Anh bảo cái gì? Thằng nhóc nó gì đó? Tắt đó, tắt được đó. Nó có một bên thì làm bằng thứ gì đó, xúc nước. À, được được được. Được, tắt hết đó. Đừng nói, nó để lấy con két anh thế. Nó được một phê giúp tay mèo, nhưng cái tay mèo với là hót đầu hết kép thôi nhỉ. Anh biết sao mẫu ảnh nó là cái bạn gái là một mèo có kết kết gì đó mọi ảnh cứ... chúng tôi đang ảnh nóng bao là tôi và bạn của tôi là quay virus gồm trước gương anh là đeo kính dâm nên là đang có khổng lồ và tay cũng đang em sẽ có trạng thái lỡ là kết 95 tôi là trò đùa phải không. August cần nhật trạng thái chỉ đùa thôi. Nó thấy nhích bóp mong để nhá không có nhìn nhớ nhỉ. Nó bắt số 2 đang gửi các bạn yeah. Như tự từ chối luôn rồi. Thế đấy, mày nói chứ. Làm gì bạn, bây giờ cần làm gì bạn làm gì. Màu, cái màu, giáp. À, nhìn giáp nha các bạn. Nhìn giáp. Vâng. À, ơ chứ nha, câu đố mang đi thời gian. Có thấy cái tắc kia không? Con phải nhấn cả ba trong 3 giây. Con sẽ thử giúp con luyện âm tiết. Ồ, khó đấy. Không qua được. Qua được chưa? Cái nha. Ok, giờ ban cùng lúc này có vẻ như cái cháu chỉ cần hai cái ở đây bên đấm hai cái được đâu thì có người trạng thái lo cùng tôi con giúp câu đố lờ mau gì thế nhỉ đang này cô đi tắm và nghe một chút cô đang phải xử lý câu đố này rồi xong thì xong thách thức luôn các bạn nhá. Ok. Hình như mình nhầm, đi nhầm. Cả đây vừa đi đúng lại đi nhầm. Đúng rồi. Anh sẽ trạng thái. Oh my god, tôi nghĩ về Mew Mew 2 hay Mew Mew 1. Lỡ lỡ, đùa. Quả không hỏi được rồi, đã rơi rồi. Cắt như rơi đàm tan thì các kẹo phô mai. Kẻ chứ. Ai mới còn đàn đáy. Oh my god, để họ vào tàn tích Mimi cùng nhân vật Nguyên. Ai còn đàn đáy Mimi 2 review Mimi Kisti QT 2 còn phải Kisti hay QT thì chứ tệ cũng sao. Ông ấy biếng, này, nhóc, đứng lại. Bỏ ra, ngày hôm sau là kêu người về mặc danh chuyên là danh về con người máu sọc gọi là người ta không có hot lên cái đấy người phải sợ gì chà quá định xin lỗi thần ok ừ chị em bạn vậy không em bạn có nghĩ tôi đang nghĩ mở thử nó sinh tùng đó ra phải nóc ở đâu cần giấc cái bạn tụt khói ừ bọn đi ra. Ui bà bị vậy chứ thích của anh
Ừ, như vậy bà chết và tất cả tôi sẽ không nói. Bộ đang đánh bông mặt. Bạn cô trả lời gạo từ khói. À. Chào anh bạn ngày đây. Cách rồi. Ủa bộ này. Cái gì? Có một đơn đúng đúng bảo vệ. Tôi hay gặp về cái gì? Làm sao để quyết con này đây? Khó quá. Có một đứa bảo vệ. Đang ở đây là tôi sẽ nhớ cái gì? Mô đưa ra từ giáp không hai đó ra ngoài bạn bụi bắt đầu cuốn trôi giờ cù diệt vong bắt đầu ấm hơn. Ui, hết cả máu luôn rồi. Đưa ra từ giáp không hai. Không thể chịu nổi áo dạo quá đấy ra ổn hơn. Ủa, gì đó có chẳng hạn được khói. Từ giáp không hay. Tôi cái gì? Không thể từ bỏ. Ghê tính khó khăn đấy này có đánh nha. Thì khó đấy, từ rất là dễ. Tôi không thể chịu được nữa như thế này. Không ai tôi như tích cậu bạn cách cậu đánh chuyện tôi chết quên gì tôi thích đứng đây với cậu ý. Không ai rồi thích đứng với nó nghe với máy. Đây là lý có trai bạn ha bạn anh kem cậu này ông hai hai
Tao nhớ dùng trong vàng. Ok, lại xếp bài tiếp. Đĩa chết đĩa chịu được. Nó chuyển trạng thái. Ô, qua sao người làm được. Em sẽ trả top 10 trên tìm kiếm em chuyển một trong công việc. Ồ, xong lại tiêm sâu rồi. Đang. Ok, cô đã quay lại. Học đứa khác. Đừng lo. Đang khách có sự bảo vệ. Đùa bà. Rồi. Chào buổi tối, người đẹp và người đẹp trai. Để mình cho đưa tin tiết cho bản tin. Bây giờ vẫn bắt tình hành. Với tình cũng sẽ ra. Một chú vị sẽ ra khi đóng hoát lên. Trường học quý bỏ kích ngoạt câu đố. Hôm nay phương viên chúng ta là người tin tiết. Phương viên đa dạng. Hãy tìm thức đã chị. Bởi vì các giả tuyệt vời đang đợi ở đây. Ôi trời, đó là cũng không rõ nguồn gốc. Nhưng mà kỳ thiết gì cho đã tuyệt vời. Đi đi này. Tôi đang tin dự khi gặp phòng vụ tôi Fox. Quý khán giả tôi thấy nước như điều đang khi gặp nước này. Là đã tốt những công nước khác. Bên tình nghe chủ đề. Đặt chút. Nước nó là. Là bom. Ở không mới là bàn chữ thắng hại. Thì sẵn sàng tôi lấy phòng. Ôi trời. Quả chữ tôi là bom. Con chó đó là bom. Ông sửa là bom. Cả lời ta mềm. Ông viên ngàn giả đấy cái nào. Ông khủng đối kết thúc một phút. Khi đó nhóc sẽ không còn đứa gì trực tiếp. Nhưng khổ sao, ơ sao. Trên đề trang của chúng ta sẽ thích cái này đây. Chúc cơ may mắn. Đừng lo. Cô là cả phần mềm gỡ bom thể trả con. Chúng gỡ bom khi bom đi qua vùng vô hiệu. Giờ rõ chúng đi. Mà trong mấy giây còn lại có tối bom. Đó rồi. Trời ơi. Rồi chó, ok. Rồi đó, đi qua phòng. Mình cháy. Rồi gỡ bom, mình. Bố nói rồi bố có cùng lại. Ba giây cùng ba khóa còn lại. 18 giây cuối cùng. Lăng tóc. Ơi, ơi ơi, con mẹ mày. Mày bố giây cùng lại. Chạy, chạy, chạy. Vận động trường ngang cùng ở bên trái. Trời ơi, không có kịp ơi. Ơ, có bom. Cũng làm tốt lắm, cơ hội đã thảo bỏ bom. Thế cũng không vô hiệu chúng. Có sẽ không nổ chỉ được 5 phút. Do đó không nổ, do đó không nổ trong hai mà sẽ nổ trong 2 giây. Phải miệt cưng. Ờ ai nhỉ? À cái bọt đất. Thì là do những khi mà người đó nhảm đã sửa ta. Ô không.
Cô vui ở bác kỹ năng thật của mình. Dạ ta làm đó. Cô thật quyền rủa. Cô bảo ta lại thu cô lần nữa. Quyền rủa nhắc mọi người. Người rủa cô đi xem. Có nhiều. Nhưng tôi không quyền rủa tá vị sĩ ra. Bác sĩ thấy. Này này. Tôi biết nó là một quỷ. Nhưng ta nghĩ nó bắt đầu. Thì khi dẫn con. Nó hiểu con nấu. Rồi sao. Ok. Cũng 16 tiếng rồi. Tìm hiểu quá. Rồi, ra ngoài. Ô mẹ. Tôi vừa thấy con Flowey nhá. Mẹ mày tao vừa thấy mày nhá. Nó cái mặt chó mày đây. Giờ đi đâu rồi bọn? Giờ mình đi đâu rồi? Anh đi đâu này không? Mà đi mình nãy giờ nè. Thấy con hình đẳng con đang lo phải co tài ra chứ được vừa là một ta xem co thì chuyện ngày sau với linh hồn con vậy có đoạn ra vậy đi đó cái chỉ được với người. Bye. Ở trong kia có con nhện này. Thôi, cái bọn đường hiện. Con nhện bán 9.999 chi. Còn lại chơi mua cái bác chi luôn. Đang, alo, đây, nghe cái phòng này chúng ta phải ra đây. Qua cái đó phải bắt Việt Nam, hoặc là giả hành tiếp. Sao phải nói, cô không sẵn sàng như đưa con cái sử dụng. Thế cần rút từ ta qua cửa trưởng, hay cái bản vệ trên là nơi nét. Đó có thể con có thể ping cô à, đấy các bạn này cô đã dặn kỹ cho con và bằng những bộ lúc khoe con đồng ý cô và mềm mềm giết này. À. Wow, quá bạn ơi. Ui chết luôn. Còn bây giờ mình ok. Điểm đấy nhỉ. Coi đừng biết nào.
Ui, nha. Ừ, có gì làm chứ. Một quay cũng có chương trình TV của người chứ. Với mức độ đó. Ừ, tên là Miu Miu Kitsuki Cutie. Ừ, giờ đây chương trình thứ 3. Cái hát con người cùng làm bạn với cộng đồng. Cứ nào rồi ta, ngày hơi khó nha. À. Từ từ, giờ mình nghĩ là đã là gì? Không được. Thế là gì vậy? Khó nhỉ. Ai mới giải không? Từ từ, đợi đầu tiên là gì? Dài không ta? Anh tàu đối phương mà chỉ có một lần bắn. Ừ, giá có đúng một lần bắn. Đúng à? Vẫn thế, vẫn như nhau. Thật sự buồn. Chán. Ở ngoài gì? Ai làm sao đây? Từ từ mình nghĩ nhá. Ok. Thắng luôn. Để đâu bạn nhận chúa này, đâu nhận chúa, đang gì mà nói không? Bây giờ một người mở bạn sắp sẽ qua đây, ghét nhện, à thích tắm đi chú, đó chú thích xe chân chú ra. Ủa sao thì cầm nhìn, nhìn lõn luôn, nhìn, còn bị chúa luôn. Nói. Chẳng lấy cái gì. Hù nhau kia chẳng gì. Ủa sao có quá chuyên chất cho bánh ngọt. Hù ta không được nghĩ còn điểm nữa. Hiểu nhau, chứ là những thứ cần thiết cho thứ tiếp theo. Ồ. Nhắc phêu ấy, chết đó. Tiền à? Trả lời công cho mình đấy. Nghĩ đâu tí mới gọi đâu. Ấy tiền luôn, đéo được.
Ở cả hai lần. Mạnh vậy. Hết tiền luôn rồi. Cái đúng này. Cái dự án chết rồi, đừng tấn công này. Khó nha. Lúc con điện rồi rồi nghỉ nha bạn. Cái lúc con điện nghe cay nha. Người cho kiểu nhất định chỉ cách nhận. Có thì sao không nhiều. Rồi mình vào. Ui chết mẹ.
Ôi giời ơi. Đấy, bại thằng này xong khó nha. Nha. Cái gì vậy ai? Nhiều pin nữa. Nghe nói nghe nói tại bây giờ phải hạn chế đánh nhau những cái có thể mà nhớ. Kêu tôi, kêu tôi. Ui trời ơi, nó cắn tôi, nó đánh tôi. Ôi dồi ôi, bỏ mẹ thân tôi. Trời, rắm chắc chuyện đó. Chết mẹ chân đồ rồi. Thì có mẹ nhầm đồ. Con bà. Mẹ nó mẹ ngồi đấy giờ là con mụ mút phết. Ôi giời ơi, đỏ mặt quá.
Mẹ cứ đi đường ấy nhỉ. Giờ ăn hết đồ ăn. Người xong một trận đá máu rồi. Con nhá nhất trong lịch sử luôn. Mẹ đến gần. Con bà này ôi có mắt cái mũ phiên này khổ đánh ấy. Ôi trời ơi. Ê ông mày trời à? Hồi ta stream ơi, mẹ buổi sau đánh bại con này nhá. Cho skip luôn mất thì. Mẹ quá nó khó ấy. Bye bye mẹ ông nhá.